xin chào các bạn đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Sắc Tắc Cứng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn và các chị em về cái dòng kẹp nha. Đây là dạng kẹp kẹp mái nha. Nó có 4 mẫu. Có 4 mẫu kẹp nha. Mẫu thứ nhất là đây. Mẫu thứ nhất là mấy chị. Đây, bây giờ em sẽ kẹp vào đó. Đó, mẫu thứ nhất nha. Cái này là mẫu thứ hai. Kẹp này chị kẹp rất là tận tiện dụng luôn. Đó, mẫu thứ hai nha mấy chị. Và bây giờ là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba nha. Đây chị. Là mẫu thứ tư, mẫu cuối cùng. Đó, kẹp lên rất là xinh nha mấy chị. Kẹp lên rất là xinh luôn. Đặc biệt cái dòng kẹp này nè, bên em có màu cái kẹp của nó, cái sắc này là màu vàng nè, bên em có cái màu trắng nữa, có hai dạng màu vàng và màu trắng để cho mấy chị em thích là cái màu nào mình thích á mình mua nha. Đặc biệt là một bịch kẹp như thế này, một bịch kẹp gồm có 4 cái, bên em đang được sale cũng như đang được xả hàng, giá của nó chỉ 40.000, à quên 35.000, 35.000 4 cái nha. Đó, tính ra một cái có mấy ngàn thôi, 4 cái nha. 4 cái này chị với giá là 35.000. Chị nào lấy thì nhanh tay đặt hàng comment phía bên dưới. Em đây một vị kẹp gồm có 4 cái như thế này nha mấy chị. Cái này là đính đính ngọc này. Rất là sáng luôn. Và đặc biệt là kẹp lên nó rất là trẻ trung, rất là đẹp nha. Chị nào cần mua cái vị kẹp 35.000 này á, inbox cho em hoặc là liên hệ trực tiếp qua cái Facebook hoặc là Zalo bên em là 0355 838057, 0355 838057, có cả Facebook và Zalo, hoặc là mấy chị có thể mua hàng đặt alo trực tiếp cho em nha. Free ship thì mấy chị tự trẻ nha mấy chị. Em đã giới thiệu xong về dòng kẹp 4 cái rồi. Chị nào cần đặt hàng thì inbox cho em hoặc là comment phía bên dưới để bên em được chốt đơn ship hàng nha. Bây giờ em sẽ kết thúc video này và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream cái video bên em, và đặc biệt là hãy nhớ nhấn đăng ký nhé mấy chị cảm thấy thích nha, để xem thêm rất là nhiều sản phẩm bên em đang được bán cũng như là đang được quảng cáo cách sử dụng cho mọi người. Bye bye mọi người nha, chúc mấy chị luôn thành công và luôn luôn xinh đẹp. Bye bye.